Đang xin chào bạn. Sau này đang xin giới thiệu các bạn cần lưu máy ngang. Cái này chiều dài 21, độ cứng M. Phần xuôi cần và phần bát cá máy. Cái này phối hợp chỉ màu kim tuyến màu vàng khá nổi. Khuyên đế 3 và hai khuyên trên đốt ngọn này là khoen hai chân, khoen hai chân này. Rồi, giờ bắt đầu đến khoen một chân. Vàng đen kết hợp các bạn, hai màu. Đầu alo. À, chỉ từ 3 đến 30 gram. Phần bát gà máy. À, cái này bằng nhựa các bạn. Trang trí rất đẹp. Phần do Shimano China sản xuất. Quen đề ba, quen bát thường các bạn nhé. Cân trọng lượng đo chiều dài các bạn. Cân này chiều dài thu gọn của nó là 1m1. Trọng lượng của nó đây. Trong 97 gram. Đó, đường kính ngọn các bạn. Đường kính ngọn là 1.8 các bạn. 1.8. Vừa rồi Hải Đăng Fishing đã giới thiệu các bạn cần câu lu máy ngang do Shimano sản xuất. Hải Đăng Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.